Chào tất cả mọi người đã trở lại với channel Admin Excel. Thì sau một thời gian nghỉ làm video thì mình sẽ tiếp tục với loạt bài giảng về VBA. Thì đầu tiên mình sẽ tìm hiểu VBA là gì và nó sẽ làm được những gì cho chúng ta. Thì VBA là mình sẽ thực hiện các thao tác tự động hóa đối với các cái thao tác lặp đi lặp lại ở trên cái bảng tính của mình. Thì đối với VBA của mình sẽ hỗ trợ chúng ta sẽ làm các cái thao tác tự động này, trích lọc dữ liệu, tổng hợp dữ liệu từ nhiều file hay là nhiều sheet Excel vào một file một cách tự động. Ngoài ra nó có thể giúp mình vẽ hay là điều khiển các cái biểu đồ, pivot table và khá là nhiều ứng dụng rất là hay trong Excel. Ngoài ra thì mình cũng có thể tìm hiểu để tham khảo đến về VBA này trong AutoCAD phục vụ cho xây dựng. Thì đầu tiên mình sẽ tìm hiểu làm sao để sử dụng về Visual Basic. Thì để thực hiện sử dụng Visual Basic thì mình sẽ sử dụng và cài đặt thẻ Developer ở trên thanh Ribbon. Bằng cách mình sẽ vào thẻ File này. Khi mà mình vào thẻ File rồi mình sẽ chọn vào Option. Ở trong Option này mình sẽ nhìn vào phía bên tay trái. Mình sẽ có các cái thẻ và mình chọn vào Customize Ribbon. Và tiếp theo nữa, ở trên thanh Customize Ribbon này mình sẽ chọn vào Main tab và phía bên dưới mình sẽ có thẻ Developer. Thì trong Developer này mình sẽ tích vào đây và tiếp tục nhấn vào OK. Khi đó mình sẽ thấy được trên cái thanh Ribbon của mình sẽ có cái thẻ Developer rồi. Khi mà có thẻ này rồi thì mình sẽ tiếp tục sử dụng VBA như thế nào. Thì mình sẽ vào thẻ Developer. Đây là một loạt các cái tác vụ mà mình có thể sử dụng đối với VBA. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về các cái thẻ này. Đầu tiên về Visual Basic, đây là cái thẻ để mình có thể tích vào cửa sổ Visual Basic bằng cách là nhấn vào Developer này và nhấn vào Visual Basic hoặc là sử dụng tờ phím Ctrl+On+F11. Hai là mình sẽ ở đây là micro, thì mình có thể xem được các cái micro ở trong thẻ project của Visual Basic. Khi mà mình click vào đây mình sẽ thấy được các cái thủ tục của mình. Tiếp theo về record micro thì sẽ có những cái thao tác ở trên cái bảng tính của mình sẽ chạy như thế nào thì mình sẽ chọn vào đây và Visual Basic sẽ lưu lại những cái thao tác đó. Và dựa vào đó mình có thể sử dụng để áp dụng vào cái code của mình. Ngoài ra thì mình sẽ có các cái thao tác ở đây trực tiếp ở trên bảng tính. Ví dụ như vào Insert này mình có thể có các cái control của VBA này. Hay là mình sẽ sử dụng thiết kế đối với VBA của mình. Và đối với Visual Basic thì mình sẽ chú ý nhiều nhất phần code này. Bởi vì mình tác nghiệp khá là nhiều ở cái phần này. Và mọi người sẽ nắm hai cái tổ phím chính. Thứ nhất là Ctrl+F11 để vào cửa sổ Visual Basic. Thứ hai là Ctrl+F8 để mình sẽ biết được là những cái macro nào có trong cái file Excel của mình. Bây giờ mình sẽ lần lượt giới thiệu đối với Visual Basic này. Thì mình sẽ chọn vào thẻ Developer Visual Basic, nhấn tổ phím F11. Thì ở đây mình sẽ có các cái thẻ. Đầu tiên là về thẻ Project, VBA Project này. Thì nó sẽ hiển thị đối với các cái file Excel đang sử dụng đối với cái bạn ở trên cái thanh công cụ của mình. Và ở trong phần VBA Project này sẽ có các cái sheet. Và ở đây mình sẽ có sheet 1 này. Và có sheet 1 ở trong dấu ngoặc này. Nhưng cái này là gì thì mình sẽ giới thiệu ở bài sau. Ngoài ra thì mình sẽ có cái phần VBA Project ở đây là nó sẽ hiển thị các cái thuộc tính cho mình. Thuộc tính đối với các cái control của mình. Thứ ba về thẻ Immediate ở đây là hiển thị các cái dòng lệnh mà mình muốn xem nó sẽ chạy như thế nào. Ví dụ ở đây mình sẽ có cái phần code như sau. Là mình sẽ chọn vào, đây là mình sẽ gọi là run của ô A1. Và lúc này mình sẽ băng với Admin Excel.
Thì khi mà mình nhấn Enter thì mình sẽ thấy được là ở cái ô A1 này nó sẽ hiển thị dòng chữ An Bình Excel. Hoặc là mình sẽ có thể vô hỏi chấm là 123.345. Thì lúc này mình sẽ có cái kết quả ở đây là 468. Hoặc là mình cũng có thể là sử dụng đối với cái immediate này khá là nhiều. Và đối với một số bạn khi mà mở cái phần cửa sổ của Visual Basic này sẽ không có cái thẻ immediate này, thì mình sẽ mở nó như sau. Mình sẽ vào thẻ view này. Ở thẻ view này mình sẽ có phần immediate window, hoặc là mình sẽ nhấn thổ phím tương ứng của nó là Ctrl G. Thì lúc này nó sẽ có cái thẻ immediate ở phía dưới này. Tương tự như vậy đối với cả cái thẻ project này thì mình sẽ cũng không có nữa. Thì mọi người cũng có thể vào thẻ view này và nó sẽ hiển thị ở đây. Ví dụ mình sẽ chọn vào property window hay là nhấn F4 để hiển thị cái bảng thuộc tính đối với cái phần file VBA của mình. Ngoài ra thì mình có thể vào view để chọn vào project, hoặc là nhấn Ctrl R để hiển thị được là cái project trong cái file Excel của mình, xem được những cái sheet hay là cái code name của mình ở trong này. Thì trên đây là bài giới thiệu về cái phần mở đầu đối với lead Excel của mình. Mọi người sẽ chú ý và xem các cái thao tác đầu tiên đối với Visual Basic. Thì bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng các cái đối tượng ở trong VBA như thế nào. Chúc mọi người thành công.